Chúng ta đến hẹn lại lên với một livestream với chủ đề làm cách nào để chúng ta thoát khỏi nghèo khó, bế tắc, mâu thuẫn, stress. Tôi là Nguyễn Xuân Hương, NLP Trainer, Master Coach thuộc AB NLP Hoa Kỳ. Nào, bao nhiêu các bạn trong chúng ta ở đây đang cảm thấy mình đang trong cái trạng thái nghèo? Trạng thái nghèo. Nào, bao nhiêu trong số các bạn ở đây đang thấy rằng mình đang trong trạng thái nghèo các anh chị? Nào, mạnh dạn đối mặt với nó nào. Chúng ta đừng đừng dùng cái lớp vỏ bọc. Đừng dùng cái lớp vỏ bọc nữa để chúng ta sống cái cuộc sống này. Không ai gì, chúng ta đừng bị phỉnh nghịch bởi cái điều đó. Đừng bị phỉnh nghịch. Chính tự chúng ta đã phỉnh nghịch cái điều đó. Rồi chúng ta bị những người khác cũng lại vuốt ve phỉnh nghịch cái điều đó. Mỗi lần chúng ta chụp một cái bức ảnh selfie với cái tốc độ làm đẹp độ khoảng 360 độ hay là 500 độ đến 900 độ. Ngồi ở một cái quán nước nào đó chụp một tách cà phê, xong chụp một cái phong cảnh nhờ ở đâu đó. Rồi chúng ta thấy rằng là tuyệt vời, cuộc sống thịnh vượng đây. Nào, chúng ta đang phỉnh nghịch, đang lừa dối chính bản thân mình. Rồi người khác bắt đầu khen chúng ta xinh thế, đẹp thế, trông dạo này hay vậy. Trời, chúng ta đang bị người khác vuốt ve và phỉnh nghịch. Và chúng ta tưởng cái điều đó là cuộc sống thật. Nhưng làm ơn, hãy quay lại cuộc sống thật của mình đi các bạn. Hãy quay lại cuộc sống thật của mình đi. Ngoài cái bữa cơm có đủ cơm ăn nóng à? Những cái gì mà xung quanh chúng ta đang cảm thấy thiếu thốn, đang cảm thấy bí bách? Những cái gì mà các bạn đang cảm thấy rằng cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng các bạn nó đang bùng nổ hay nó đang âm ỉ là chuẩn bị bùng nổ? Cái gì mà các bạn cảm thấy đang đau xót để mà không có tiền để mua sữa cho con? Cái gì mà các bạn cảm thấy đau xót rằng có bệnh mà không dám đi khám? Cái gì mà các bạn cảm thấy đau xót rằng là bố mẹ ốm ở nhà mà không có tiền để mà lo cho bố mẹ? Và ở đây thì chúng ta vẫn đang chụp ảnh selfie rất là đẹp, rất là giàu có, rất là thành công. Bao nhiêu bạn trong chúng ta ở đây đang làm cái điều đó các chị? Bao nhiêu ạ? Tôi ngày xưa cũng vậy. Là một người làm công ăn lương, tháng nào cũng lương chính phủ trả đều, trả đều, trả đều, trả đều. Lúc nào cũng bị giật gấu vá vai. Lương vừa lĩnh buổi sáng cái là buổi chiều trả xong bách cái 50%. Còn 50% để bắt đầu sống gì? Giật gấu vá vai trong những ngày còn lại. Để chờ đợi cái tháng lương tiếp theo lại giật quỵt một cái. Bao nhiêu bạn đang trong cái tình trạng như vậy? Và rồi cảm thấy rằng là lo lắng với tương lai của mình. Cảm thấy rất lo lắng với tương lai của mình, nó khá là bấp bênh. Rồi là vài người cảm thấy công việc, rồi cảm thấy có thể đồng lương nó hơi đủ một chút, nhưng lại thấy rằng là mọi cái thứ mình cần chi tiêu thì nó không có. Rồi bao nhiêu người đã bỏ tiền ra kinh doanh rồi làm bất rồi làm cái vài cái thứ kinh doanh chẳng hạn. Rồi bây giờ khánh kiệt thua hết, bây giờ lại còn âm nợ vào nó nữa. Bao nhiêu các chị? Bao nhiêu người trong số này? Nào. Chúng ta hãy thành thật với chính mình. Còn những ai đang thấy mình đủ đầy, những ai đang thấy mình giàu có không liệt vào tình trạng này thì thôi, các bạn có thể đi ngủ, các bạn có thể đi đọc sách, đọc truyện để buổi tối này nó đỡ phí. Còn ở trong này hôm nay chúng tôi là những người mà không thấy mình, chưa thấy mình là người giàu có, chưa thấy mình có cuộc sống viên mãn vui vẻ, chưa thấy mình đang thoát khỏi những cái mâu thuẫn, chưa thấy mình đang thoát khỏi cái stress. Bởi vì chừng nào mà ta thấy rằng chưa yên tâm về cuộc sống này thì nghĩa là chừng đó ta vẫn cảm thấy stress, mức độ nặng nhẹ khác nhau mà thôi. Và có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng là nếu chừng nào bạn đang còn những cái suy nghĩ tiêu cực, nếu chừng nào bạn đang còn những cái suy nghĩ bất ổn, cái tâm bất ổn, thì chừng đó bạn không biết rằng bạn đang tiêu diệt cơ thể bạn. Bạn đang tiêu diệt cơ thể bạn. Chừng nào mà bạn không biết dậy buổi tập thể dục buổi sáng để bạn thúc đẩy, kích hoạt các cái hoạt động cơ quan chức năng của bạn. Chừng nào bạn không biết ngủ trước 11 giờ. Chừng nào bạn chưa biết cách chăm sóc bản thân mình ở bên ngoài, chứ chưa nói đến việc là chăm sóc về tinh thần của mình. Tinh thần là cái thứ nặng nề hơn. Thì chừng đó bạn đang tiêu diệt cơ thể mình. Đang tiêu diệt cơ thể mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi lý giải là vì sao chúng ta nghèo. Nào các bạn, tôi muốn chính các bạn nói ra điều đó thì các bạn mới thấm thía điều đó, và điều này muốn giúp các bạn có thể
tạo ra cái sự đột phá từ bên trong của chính mình. Vì sao nghèo các bạn? Các bạn tự nhận thức lại bản thân mình đi ạ. Vì sao mình nghèo nào? Đúng rồi, bạn Thảo Trần tuyệt vời, cảm ơn bạn. Mình nghèo vì đang có tư duy của người nghèo. Một, hoàn toàn chính xác. Thứ hai là không dám thay đổi. Đúng rồi, chính xác. Chính xác các bạn, hoàn toàn chính xác rồi. Rồi, bạn chủ David không dám thay đổi, chính xác rồi. Tôi sẽ liệt kê ra đây nhá. Thứ một là sao, là một là vì là có tư duy nghèo. Hai là sợ thay đổi. Đảm bảo rằng hôm nay chúng ta sẽ có một cái bước đột phá rất là mạnh sau buổi hôm nay các anh chị ạ. Ở trong vùng an toàn, mơ hồ không rõ ràng, tức là không rõ ràng, tức là không biết mình làm gì, bắt đầu từ đâu, đúng không ạ? Không rõ ràng vì mình có niềm tin giới hạn. Sau đó rồi tôi sẽ tổng kết cái phần này và tôi bắt đầu mới, chúng ta bắt đầu mới chỉ ra nguyên nhân tại sao không nhìn nhận bản thân mình, yếu kém để thay đổi, không có niềm tin, không dám thoát ra hoàn cảnh hiện tại, vẫn không hiểu mình muốn gì, là vì em hời hợt, không tập trung, không tập trung. Mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ. Đúng rồi, có một cái ý kiến rất hay nữa là mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ. Tuyệt vời, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nào, bây giờ tất cả những lý do mà các bạn nghe rõ đây nhá, tất cả những lý do này rồi các bạn cũng sẽ tổng hợp được, tổng hợp lại này, các bạn thấy này, nó hoàn toàn chính xác hết. Và các bạn có thấy một điều rằng là nó đang là một vấn đề phổ biến của 95% mọi người ở ngoài trong cuộc sống này. 95% của tất cả mọi người trong cuộc sống này, giữa con người bên trong và con người bên ngoài không thống nhất, luôn có sự đấu tranh giữa hai con người trong bản thân. Đúng rồi bạn, và bạn đấy, cái điều này nó rõ ràng hơn rồi bạn. Cảm ơn bạn. Tất cả những điều gì mà chúng ta đã liệt kê ra đây, thống nhất ra đây, là đều hoàn toàn chính xác. Và bây giờ tôi có một cái câu hỏi nữa với các bạn. Vì sao chúng ta đều biết được cái điều này? Vì sao chúng ta đều biết được rằng là do chúng ta đang có tư duy nghèo, do chúng ta sợ thay đổi, do chúng ta không dám thoát ra khỏi cái vùng an toàn, do chúng ta không rõ ràng trong mình là muốn gì, hay không rõ ràng là mình có đủ cái can đảm, hay là mình có đủ cái năng lực để mình làm hay không, hay là mình đang có niềm tin giới hạn, mình không nhận diện được bản thân mình có sự yếu kém, hay là mình không hiểu rõ là cuộc đời này mình muốn gì, hay là mình hời hợt, mình không tập trung, hay là lo sợ không làm được, hay là thiếu đam mê, hay là mâu thuẫn giữa hành động và suy nghĩ. Nào một câu hỏi với các bạn đây. Tại sao chúng ta đang hiểu hết cái điều này, chúng ta đang biết hết điều này rồi, mà các bạn lại không bỏ, mà các bạn lại không thay đổi cái điều này? Nào các bạn, hãy trả lời với chính mình này. Hãy trả lời với chính mình. Ví dụ chúng ta nói là do có tư duy nghèo. Vậy, khi chúng ta nói rằng là sở dĩ chúng ta nghèo bởi vì chúng ta đang có tư duy nghèo, vậy thì bạn đã có bao giờ hỏi mình rằng mình đã mang tư duy này bao lâu rồi? Và trong quá khứ, tất cả chúng ta khi nhận diện được vấn đề của mình rồi, cũng như là vấn đề của mình cũng giống như nhiều người đấy rồi, các bạn hãy ngược lại đi. Nào, trong quá khứ 3 năm, 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm, vì có những cái tư duy này, vì có thói quen này, vì có suy nghĩ này, vì có cái nỗi lo sợ này, các bạn đã đánh mất gì rồi? Hãy cho tôi biết là các bạn đã mất gì rồi trong những tháng năm qua, khi mình đang có cái tư duy này, đang có nỗi sợ này, đang có niềm tin giới hạn này, đang có cái sự mâu thuẫn này, đang có cái sự chần chừ không dám bước ra khỏi vòng an toàn của mình, thì các bạn đã mất gì rồi nào? Hãy thống nhất giúp tôi. Thảo Trần mất sự tự do. Đúng rồi, trong quá khứ khi chúng ta còn giữ những cái tư duy này, sự lo ngại này, niềm tin giới hạn này, sự trì trệ này, chúng ta đã bị, thứ nhất, mất tự do. Đúng rồi, mất tự do thì tự trong đầu các bạn sẽ hình dung ra này, mưa gió cũng phải đi ra lao ra ngoài đường đi làm, thứ bảy chủ nhật người ta đi chơi cũng phải đi làm, ngày lễ ngày Tết người ta đi chơi mình cũng phải đi làm, rồi là mua gì không dám mua, làm gì không dám làm, ốm không dám nghỉ. Đấy là cái sự mất tự do của cá nhân ta, thích gì không dám nói. Nào,
Hai, mất nhiều cơ hội phát triển. Rồi, mất nhiều cơ hội phát triển của các bạn, bạn cũng biết rồi. Bạn nhìn thấy bạn bè của mình, người ta phát triển ầm ầm, người ta có xe, có pháo, có quần áo mốt thời trang, người ta có thể đưa bố mẹ đi du lịch, người ta có thể cho con cái học những trường tốt. À, còn bạn thì sao vậy? À, cái sự sợ hãi của bạn nó đang khiến bạn đánh mất những cái gì vậy? Mất tự do, mất cái cơ hội phát triển bản thân mình, rồi là mất cơ hội là gì, chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân mình, rồi mất thời gian. Rồi bạn Nhân Phan muốn thay đổi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Rồi tôi đồng ý với bạn điều này. Một lát nữa là tôi sẽ bắt đầu với bạn xem bạn có thực sự hành động hay không nhé. Và như ban đầu tôi nói đấy, mất cơ hội phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp, rồi mất cơ hội lớn, mất tuổi trẻ, mất sự nghiệp, mất uy tín. Đúng rồi các bạn, mất tuổi trẻ, mất sự nghiệp, mất uy tín. Nếu các bạn chúng ta mà chưa trở thành những bậc thầy độc vị thì các bạn sẽ chưa hình dung nổi tất cả những cái trải nghiệm bên dưới, ẩn dưới của những ngôn ngữ của bạn Hồng Nhung này gồm những gì đâu. Và khi nào các bạn có cái kỹ năng bậc thầy trong việc đọc vị ngôn ngữ thì các bạn bắt đầu thành công trong việc chốt sale, trong việc thương lượng, trong việc giao tiếp, trong việc kết nối, trong việc kêu gọi đầu tư, trong việc kêu gọi đối tác, phối hợp với đối tác. Còn chừng nào mà các bạn chúng ta chưa có cái kỹ năng đọc vị người khác qua tất cả các tín hiệu họ thể hiện thì chừng đó sự nghiệp của các bạn còn rất khó khăn, còn rất khó khăn, còn rất vất vả. Mất niềm tin của chính mình và người khác, sống như tồn tại. Em đã từng thế rồi, cảm ơn bạn. Đúng rồi các bạn. Rồi, tôi tạm thời tổng kết cái phần này. Tất cả những điều gì mà chúng ta đã nêu ra ở đây hoàn toàn chính xác. Và đó là cái điều mà tất cả nhiều khóa học huấn luyện ở ngoài kia, các diễn giả hay các nhà huấn luyện thì luôn luôn nói về cái điều này. Nhưng tôi tin rằng ít người chỉ ra cho chúng ta thấy rằng cái gốc rễ để sinh ra cái tư duy đấy, sinh ra cái sự lo sợ đó, sự lo sợ đó, sinh ra cái niềm tin giới hạn đấy, sinh ra cái sự mâu thuẫn bản thân đó, sinh ra tất cả các vấn đề của chúng ta hiện nay. Và các bạn, tất cả những điều gì mà chúng ta nói với nhau từ nãy đến giờ, những điều gì mà các bạn đã nêu ra đó, nó được chỉ đạo bởi một khuôn mẫu bên trong của mỗi người chúng ta. Cái nỗi lo sợ đó nó xuất phát từ bên trong của chúng ta, từ bên trong này này nó ra ngoài. Cái sự mất phương hướng nó cũng xuất phát từ bên trong này này. Cái sự không dám, cái sự trì hoãn, nó đều xuất phát từ bên trong. Và cái bên trong này các bạn này, để tôi nói về điều này thì các bạn sẽ hình dung ra này. Nào các bạn hãy tập trung chú ý vào đây này. Các bạn hãy hình dung đây là một miếng nhôm, là một dạng vật chất, và mỗi cá thể con người chúng ta cũng là một dạng vật chất. Và luật nhiệt động học được giải Nobel 1997 chứng minh rằng mọi dạng vật chất trong cuộc sống này, trên vũ trụ này đều hấp thụ nhiệt và năng lượng. Các bạn nghe rõ ạ. Mọi vật chất trong vũ trụ này đều hấp thụ nhiệt và năng lượng. Vậy đầu tiên hãy xác định chúng ta cũng là một dạng vật chất, cho nên chúng ta sẽ hấp thụ nhiệt và năng lượng. Vậy các bạn hãy lưu ý, đây là một miếng nhôm. Và cái miếng nhôm này tôi sẽ để vào trong tủ lạnh từ sáng 7 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều. 2 giờ chiều. Và tôi mang miếng nhôm này ra, tôi để trên tay. À, để trên tay này, tôi cầm đây. Các bạn sẽ thấy điều gì nào? À, các bạn có thấy lạnh không? Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ thấy lạnh. Đó là gì? Vậy là miếng nhôm này nó đã hấp thụ toàn bộ cái nhiệt lạnh trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh. Và khi nó đứng ra ngoài độc lập thì bắt đầu nó tỏa cái nhiệt lạnh nó đã hấp thụ này được ra ngoài. Và vì thế nó tỏa ra cho nên chúng ta mới thấy rằng là nó lạnh.
vẫn miếng nhôm này tôi để ra ngoài trời nắng, tôi để lên đỉnh trần chẳng hạn, từ 7 giờ sáng giữa trời nắng chang chang cho đến 2 giờ chiều, tôi mang ra, tôi mang xuống, tôi đặt vào tay tôi và tôi cũng cầm như này. Các bạn thấy điều gì? Đương nhiên rồi, các bạn sẽ thấy nó nóng. Như vậy, luật nhiệt động học chứng minh rằng mọi dạng vật chất trên vũ trụ này đều hấp thụ một nhiệt lượng. Rồi tự nó khi đứng ra độc lập, nó sẽ tỏa ra cái lượng nhiệt, năng lượng mà nó đã hấp thụ trước đó. Nào, các bạn nghĩ ra điều gì khi mà chúng ta đã trao đổi với nhau? Các bạn hãy hình dung rằng mỗi người chúng ta cũng như là một dạng vật chất này nó cũng đủ đầy các cái cấu phần nguyên tử, là electron, proton, các cái cấu phần để trở thành một dạng vật chất này. Và như các bạn, tôi nhắc lại một chút nữa, cái miếng nhôm này nó để trong tủ lạnh thì nó hấp thụ nhiệt lượng lạnh và ra đây, vì nó hấp thụ, vì khi nó đứng ra độc lập thì nó tỏa ra cái nhiệt lượng lạnh nó đã hấp thụ. Rồi nó đứng ra trời nắng, nó hấp thụ nhiệt lượng nóng thì nó lại ra đây, nó lại độc lập, nó lại tỏa ra nhiệt lượng nóng. Và bây giờ đây là bí mật các bạn. Các bạn hãy nghĩ chính cá nhân của chúng ta. Các bạn hãy nghĩ chính cá nhân của chúng ta, mỗi người chúng ta đã sinh ra từ đâu? Nào, hãy ngược lại xuất phát điểm của mình đi. Mình sinh ra trong gia đình như thế nào? Có cái nền tảng xuất phát điểm như thế nào? Bố mẹ chúng ta, ông bà chúng ta, anh chị em chúng ta, những người xung quanh, những người gần gũi nhất với mình ạ, họ có tư duy như thế nào? Họ có thói quen như thế nào? Ngôn ngữ của họ dùng với nhau như thế nào? Rộng hơn nữa là cái khu phố của mình, làng xóm của mình, môi trường của mình xung quanh đó như thế nào? Thì các bạn thấy đấy, mỗi cá nhân chúng ta hấp thụ hoàn toàn cái nhiệt lượng, cái năng lượng ở vùng đó. Và bây giờ, mỗi cá nhân chúng ta đứng ra ngoài độc lập, thì chúng ta bắt đầu thể hiện những tư duy đó, những sự lo sợ đó, những sự bối rối, niềm tin giới hạn đó, rồi không biết mình muốn gì đó. Chúng ta sở hữu hoàn toàn cái đó. Chúng ta đã ngấm hoàn toàn cái đó, trở thành cái khuôn mẫu của mình. Và bây giờ chúng ta cứ thể hiện ra thôi. Và chúng ta không biết rằng những cái thứ đó ở bên trong nó đang chỉ đạo hoàn toàn những cái thứ hành vi, hành động, thói quen, thái độ, ứng xử, tất cả mọi thứ bên ngoài. Và nó đang mang trở lại cuộc đời của mỗi chúng ta hiện tại. Đấy là nguyên nhân gốc rễ. Và đây là cái phần tiếp theo. Chính mỗi người chúng ta bây giờ cũng không nhận thức được cái điều đó, nó đang ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào vào chính mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã bắt đầu trưởng thành, chúng ta bắt đầu ra ngoài học các trường đại học, chúng ta bắt đầu đi làm hơn bố mẹ rất nhiều, hơn anh chị em rất nhiều, hơn là hàng xóm láng giềng, làng xã rất là nhiều. Chúng ta tưởng rằng chúng ta thoát ly khỏi cái tư duy đó rồi, nhưng chưa bao giờ thoát ly khỏi cái tư duy đó được. Bằng chứng là các bạn nghĩ xem, hễ một cái gì đó trong cuộc sống này, ví dụ như là mâu thuẫn vợ chồng, khi bắt đầu trong gia đình của bạn bắt đầu xung đột nổi lên, bạn có kiểm soát được sự an nhiên của mình hay không? Bạn có kiểm soát được không? Hay là bạn cũng nổi khùng lên? Đó là cái vấn đề, đó là cái tư duy gốc rễ, đó là cái thái độ gốc rễ, đó là những lối ứng xử gốc rễ của các bạn. Chỉ khi có những điều kiện nó mới bùng nổ. Còn trong những điều kiện bình thường hàng ngày, vì các bạn được học hành, vì các bạn biết ứng xử thế nào nó là phải hay là trái, ứng xử thế nào là có lợi hay không có lợi, cho nên các bạn kiểm soát được. Nhưng nó sẽ trở nên mất kiểm soát trong những hoàn cảnh cụ thể. Đó là những hoàn cảnh mà bắt đầu nó vượt khỏi cái năng lực kiểm soát của các bạn.
nó vượt khỏi cái bản lĩnh của các bạn, nó vượt khỏi cái sự hiểu biết của các bạn, thì các bạn bắt đầu mất kiểm soát và các bạn bắt đầu bùng nổ. Đấy, đơn giản là như vậy. Đấy là từ mâu thuẫn trong gia đình. Thứ hai, ví dụ như là những thách thức trong cuộc sống, ví dụ như những cái điều gì đó nó khó khăn, nó vượt, bạn cảm thấy như là nó quá cái sức chịu đựng hay là nó quá cái năng lực bạn có thể làm được, là bạn bắt đầu chối từ. Bạn chối từ. Đó, đó là cái gì? Nỗi sợ hãi gốc rễ, cái tư duy nghèo gốc rễ, cái thái độ nghèo gốc rễ, cái thói quen ứng xử trốn chạy những cái điều khó khăn trong thực tế, nó nảy ra trong tư duy, trong khuôn mẫu bên trong của các bạn, và các bạn bắt đầu bật ra ngoài. Các bạn có đã bắt đầu hình dung ra được là cái khuôn mẫu bên trong nó đang chỉ đạo mọi thứ bên ngoài của các bạn không? Vậy hôm nay tôi đã lý giải với các bạn nguyên nhân vì sao, nguyên nhân gốc rễ vì sao khiến chúng ta lâm vào cái cảnh là nghèo khó, rồi bế tắc, rồi mâu thuẫn, rồi stress. Nó tất cả nó chỉ là vấn đề nguyên nhân gốc rễ đó mà các bạn đã không hiểu được, không nhận thức được và không đoạn tuyệt, không cách ly được với những cái nguyên nhân gốc rễ đó, thì nó sẽ khiến các bạn là mỗi khi phải đối mặt với một vấn đề gì đó, mỗi khi phải suy nghĩ một vấn đề nào đó, nó đòi hỏi phải cân não, nó đòi hỏi phải thắng thua, nó đòi hỏi phải sống còn, thì các bạn đầu hàng. Thì các bạn đầu hàng. Nhưng các bạn chúng ta đã không rõ một cái nguyên lý là vũ trụ này sắp xếp mọi chuyện. Khi chúng ta có đủ hiểu biết thì chúng ta dễ dàng vượt qua mọi thứ. Cho nên rất nhiều cuốn sách của những người thành công họ viết, mà các bạn đã đọc đâu đó các bạn thấy này, những cơ hội thường được ẩn giấu dưới những lớp vỏ xù xì, ghê gớm hay là gớm ghiếc, để nhằm dọa nạt những người yếu bóng vía. Vậy thì nếu chúng ta không đủ trải nghiệm, nếu chúng ta không đủ hiểu biết, thì chúng ta sẽ nhìn thấy mỗi cái lớp vỏ xù xì gớm ghiếc thôi, chứ chúng ta không bao giờ nhìn thấy được cái ẩn dưới đó là cả một trời cơ hội. Vì sao nó lại là cả một trời cơ hội? Bởi vì không nhiều người phát hiện ra điều đó. Và nếu như bạn phát hiện ra điều đó, thì bạn mới thấy dưới đó là một trời cơ hội. Nhưng mà bạn thường đầu hàng khi nhìn thấy cái điều đó là gớm ghiếc, xù xì. Cho nên, cũng một cuốn sách nào đó của người thành công, tôi nhớ, hình như là Miếng Bánh Ngon Bị Bỏ Quên thì phải. À, tác giả viết rằng là gì? Suy thoái kinh tế là gì? Suy thoái kinh tế là một cuộc chuyển giao tài sản giữa người không biết sang bên người biết. Suy thoái kinh tế là một cuộc chuyển giao tài sản giữa người không biết sang người biết. Vậy thì chúng ta đã chịu cuộc khủng hoảng kinh tế từ năm 2008. Và bây giờ là 2019, người ta tổng kết rằng cứ 10 năm cho đến 15 năm thì xảy ra một cuộc khủng hoảng. Vậy thì có thể trong 4 năm tới đây, một cuộc khủng hoảng nào đó nó sẽ nổ ra. Và lúc này thì các bạn đang có cái tư duy gì? Các bạn đã có nhận thức gì? Các bạn đã có năng lực gì để chuẩn bị cho điều này? Để chuẩn bị cho cái chuyện, cho cái cuộc chuyển giao tài sản này? Hay là lúc đó các bạn cũng bị gì? Chìm theo cái lũ cuốn của cái cuộc suy thoái này. Cho nên, đầu tư vào bộ não là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất. Từ trái tim mình, tôi chia sẻ với các bạn. Tôi có hai cái chương trình tuyệt vời hay các bạn. Đó là chương trình huấn luyện 6 ngày để thay đổi cuộc đời giúp các bạn. 6 ngày thay đổi cuộc đời. Đó là chương trình NLP. Chỉ có NLP lập trình ngôn ngữ tư duy, nó mới đầy đủ những tri thức, những công cụ hiệu quả nhất, xuất sắc nhất để giúp chúng ta hiểu thấu bản thân mình. Tại làm sao, nguyên nhân vì sao mình trở thành cái thứ này, tại làm sao mình có tư duy này, tại làm sao mình có cái phong cách này, tại làm sao mình có cái giá trị này, tại làm sao mình lại có cái thói quen này, tại làm sao mình lại có cái tính trì hoãn, thiếu cam kết, tại làm sao mình chỉ nghĩ về mình thôi mà không nghĩ về mọi thứ khác. Và mọi cái thứ đó nó đang khiến chúng ta đi ngược lại các quy luật này, cho nên chúng ta mới thất bại, cho nên chúng ta mới không có thể là trở thành lãnh đạo được.
Chỉ có khóa học NLP 6 ngày đó tôi sẽ giúp bạn hiểu thấu tại sao lại như vậy. Trên cái tinh thần bạn hiểu thấu được bản thân mình thì bạn cũng bắt đầu hiểu được người khác, họ cũng có một cái quá trình như vậy. Và bạn hiểu được tại sao người ta lại hình thành cái tính cách như vậy. Và khi bạn đã bắt đầu hiểu được là vì sao mình như thế này, vì sao người khác lại như vậy, thì bạn đã bắt đầu là vậy thì với những người này thì phải giao tiếp như thế nào mới có hiệu quả. Thì chương trình này tiếp tục trao cho các bạn những bộ công cụ, quyền năng để các bạn giao tiếp. Với nhóm người này thì giao tiếp theo cách này, nhóm người này thì giao tiếp theo cách này, nhóm người này thì giao tiếp theo cách này, nhóm khách hàng thì giao tiếp kiểu này, nhóm đối tác thương thuyết đàm phán thì giao tiếp kiểu này, nhóm nhà đầu tư thì thương thuyết kiểu này, rồi nhóm kết nối tuyển nhân viên, tuyển nhân sự thì giao tiếp kiểu này. Và các bạn chỉ việc mang cái điều đó ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Chưa hết. Nào, giúp các bạn thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu người khác, rồi những cái bộ công cụ để bạn giao tiếp. Trong chương trình này sẽ giúp các bạn tiếp tục thiết kế ra kế hoạch chiến lược trong trung hạn của các bạn. Nào, các bạn muốn gì trong 2 năm? Các bạn muốn gì trong 3 năm? Các bạn muốn gì trong 5 năm? Các bạn muốn gì dài hơn nữa? Với đầy đủ những yếu tố để giúp các bạn thiết kế một kế hoạch chiến lược đầy đủ, mang tính khả thi, phù hợp với giá trị của các bạn, phù hợp với mong muốn, đam mê cuộc đời của các bạn. Và nó, bạn lưu ý cái chữ là khả thi. Khả thi. Thiết kế khả thi. Nghĩa là thiết kế khả thi là như thế nào? Là nghĩa là nó phải phù hợp được với những kinh nghiệm của bạn, những trải nghiệm của bạn, những năng lực của bạn và những cái thứ gì mà thị trường có thể cho phép bạn có thể đạt được điều đó. Rồi, nó chỉ cho bạn các bước làm như thế nào, làm như thế nào, làm như thế nào để đến mục tiêu đó 100% nó xảy ra. Nó rõ ràng rành mạch đến như vậy đấy các bạn. Một cái module về gọi là huấn luyện kinh doanh. Chưa hết. Một cái module vô cùng quan trọng nữa là để giúp các bạn trở thành những người xuất sắc và xuất chúng trong cuộc sống này, đó là những module huấn luyện người khác. Huấn luyện cái gì vậy? Huấn luyện toàn bộ những cái gì mà các bạn đã nói ra từ đầu đến này. Huấn luyện là trong tư duy của mọi người đang tồn tại một cái tư duy nghèo khó mà họ không biết tại sao. Vậy thì tháo bỏ cái tư duy này như thế nào? Thì trong khóa học này sẽ cho các bạn cái công cụ để tháo bỏ cái tư duy đó giúp người khác. Nhờ đó bạn có thể tuyển dụng được nhân sự. Nhờ đó bạn có thể giải quyết được vấn đề cho nhân viên của bạn đang tỏ ra chán nản, đang có vẻ như là bí bách, đang có vẻ như không tin vào cái mục tiêu doanh nghiệp của bạn, không tin vào cái mục tiêu của đội nhóm của bạn ấy. Thì bạn có thể giải phóng được cái tư duy này cho họ. Rồi gì nữa? Có cái tư duy sợ thay đổi, tư duy không dám vượt ra khỏi vùng an toàn, rồi là cái tư duy tiêu cực mâu thuẫn với tất cả mọi thứ xung quanh. Thì trong 6 ngày này trao cho bạn những cái công cụ để bạn hóa giải hoàn toàn cái gọi là những đám mây tiêu cực, gọi là suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực, niềm tin giới hạn và mâu thuẫn bản thân. Vì vậy, tôi mới gọi khóa học này, khóa huấn luyện này là gì? 6 ngày thay đổi cuộc đời. Và đương nhiên rồi, khóa học này nó có cái giá của nó. Và các bạn phải tập trung. Và bây giờ tôi huấn luyện ở hai thành phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và khóa học này nó trị giá hơn 1.000 đô la Mỹ một chút. Hơn 1.000 đô la Mỹ. Nhưng có một lựa chọn hai cho những người mà có thể các bạn ở trong những cái điều kiện kinh tế còn eo hẹp. Thì tôi đã chuyển thể toàn bộ nội dung chương trình huấn luyện này vào một chương trình gọi là NLP Online. NLP Online để giúp các bạn, những người mà còn nghi ngờ rằng không biết NLP có thể giúp gì cho tôi, không biết NLP có thể giải quyết được vấn đề gì không, rồi là bây giờ điều kiện kinh tế của tôi thì còn đang thấp như này thì làm sao tôi có thể tham gia được những chương trình lớn như vậy với cái giá trị lớn như vậy. Hoặc là bạn có thể nói rằng là tôi ở xa, con tôi còn nhỏ, công việc tôi không thể nghỉ được, thì làm cách nào tôi có thể tiếp cận được, thì đây là một lựa chọn hoàn hảo cho bạn trước khi bạn bước vào trực tiếp sở hữu NLP. Và chương trình NLP Online này nó chỉ có mức giá là 2.300.000 đồng thôi các bạn. 2.300.000 đồng. Nhưng bạn có đầy đủ tất cả 4 cái lĩnh vực, 4 cái năng lực mà bạn sẽ sở hữu được. Năng lực thấu hiểu bản thân, năng lực bậc thầy giao tiếp đọc vị của người khác, khách hàng, đối tác, rồi năng lực thiết kế kế hoạch chiến lược và cái kỹ thuật coaching để hoàn thành 100% chiến lược, và năng lực kỹ thuật trị liệu về tinh thần, về cảm xúc cho người khác. Vậy các bạn, tất cả những cái điều mà các bạn nêu ở đây để khiến các bạn trở thành những người
bị lâm vào cái cảnh nghèo khó, rồi bế tắc, rồi stress, rồi lo sợ, rồi không biết mình muốn gì, rồi mâu thuẫn, rồi là sợ hãi, không dám vượt, thì toàn bộ trong khóa học này sẽ giúp cho các bạn nhìn rõ điều đó và để các bạn bật thoát. Làm cách nào để các bạn có thể thoát khỏi cái điều này? Vậy bao nhiêu bạn sẵn sàng đầu tư 2.300.000 đồng của mình để mình thoát khỏi cái tình trạng hiện tại? Nào các bạn, bao nhiêu bạn sẵn sàng với điều này? Các bạn hãy đánh cho tôi mấy chữ thôi. Tôi muốn ngay bây giờ 5 chữ thôi. Tôi muốn ngay bây giờ. Nào để cho tôi thấy. Cho tôi thấy thực sự các bạn muốn khát khao thoát khỏi. Thoát khỏi cái tình trạng mà chủ đề hôm nay chúng ta nêu. Chủ đề là thoát khỏi nghèo khó. Thoát khỏi bế tắc. Thoát khỏi mâu thuẫn. Và thoát khỏi cái stress bản thân. Đã. Vâng, đã có bạn là tôi muốn hơn thế nữa. Rồi, bạn muốn những những bạn mà đã học chương trình này rồi thì các bạn có thể comment những cái điều gì mà các bạn thấy trong chương trình này đi, để các bạn có thể là một trong những minh chứng rõ nhất để những bạn còn đang sợ hãi, có những bạn có thể là cái tài chính của các bạn chưa đủ dù chỉ là 2.300.000 đồng, bởi vì tôi cũng đã trong những hoàn cảnh như này rồi các bạn, nên tôi rất hiểu. Chỉ có lĩnh lương mới có tiền, còn chưa lĩnh lương thì chưa có tiền. Nhưng nếu chúng ta không đặt một mục tiêu rằng là ta phải có cái này, chúng ta không ra một cái quyết định là chúng ta phải học cái thứ này, khi lĩnh lương bóp mồm bóp miệng lại, bóp mọi thứ lại, dừng mọi chi tiêu lại để có thể học ngay cái điều này để thay đổi cuộc đời mình, thì các bạn không ra cái mục tiêu như vậy, không ra một quyết định như vậy, thì đến lúc lĩnh lương chuyện khác nó xen vào ngay lập tức. Cái áo cái váy nó lại xen vào bạn ngay lập tức, cái giày cái dép nó lại xen vào bạn ngay lập tức. Rồi cái làm mặt làm mũi, cái cây son, cái đắp mi nó lại xem vào, cái vẽ móng tay nó lại xem vào bạn ngay lập tức. Và có một câu nói để người thành công gì, nếu bạn cứ tiếp tục mua những cái thứ mà bạn không cần, nếu bạn tiếp tục mua cái thứ bạn không cần, nào thì đắp mi, nào thì môi son, nào thì quần áo, nào thì giày dép để cho mình trông có vẻ ổn ổn, thì sau này bạn sẽ phải bán đi những cái thứ mà bạn cực kỳ cần, bạn rất cần. Chúng ta phải nhận ra, chúng ta phải nhận ra một điều là nếu chúng ta còn đang nuông chiều, đang dễ dãi với bản thân mình thì không khác gì chúng ta đang nuôi những chủ nợ. Nếu chúng ta còn dễ dãi với bản thân mình hiện nay, dễ dãi là không thúc nó dậy buổi sáng, nếu chúng ta còn dễ dãi là thúc nó, không thúc nó học bất kể những kiến thức gì mà mình cần, thì nghĩa là mình đang nuôi chủ nợ. Và nó sẽ đến đòi bạn trong tương lai, nó sẽ đến đòi bạn trong tương lai rất dã man, rất khốc liệt. Các bạn có biết không? Nào, bao nhiêu bạn đã nói cái câu là tôi muốn ngay bây giờ? Nếu các bạn muốn ngay bây giờ thì các bạn đang có cái phần quà rất tốt từ tôi đây. Ngay bây giờ đây. Comment với bạn ngay lập tức. Và sáng mai khi bạn thức dậy, dù bạn không có, bạn có thể chạy bạn đủ nguồn, thì bạn đang nhận được một phần quà tuyệt vời từ tôi đây. Với những bạn tuyên bố ngay ngày hôm nay, bởi vì tôi yêu cái sự thay đổi, tôi muốn thúc đẩy cái sự thay đổi trong các bạn. Và không chỉ các bạn chỉ học những chương trình này, mà tôi còn cam kết rằng chăm sóc các bạn, tiếp tục chăm sóc, theo sát các bạn trong cái hành trình để các bạn thay đổi, để các bạn giúp các bạn trở thành cái mẫu hình mà các bạn muốn trở thành. Các bạn hãy lục lại đi. Nào, các bạn đã bỏ bao nhiêu tiền ra rồi để tham gia những khóa huấn luyện vài ngày ở ngoài kia, có thể gấp 3 lần cái số tiền NLP Online này. Rồi các bạn quay trở về cuộc sống hàng ngày, thực sự cái điều gì nó đang xảy ra trong cuộc sống của bạn vậy? Cái sự thay đổi nào nó đang xảy ra cho các bạn vậy? Và những bạn nào đang học chương trình NLP Online của tôi, các bạn có thể comment trên này. Khóa học NLP Online đã giúp các bạn thay đổi được điều gì? Các bạn đã nhận ra điều gì? Và các bạn đã thay đổi cuộc sống mình như thế nào? Chỉ với cái mức giá là 2.300.000 đồng. 2.300.000 đồng. Để các bạn có thể thay đổi được toàn bộ cái nhận thức về cuộc đời mình. Và những người có nền tảng tốt hơn thì các bạn có thể biến nó trở thành cái năng lực của mình rồi. Rất nhiều người tôi đã nhận ra rất nhiều được cái phản hồi của các bạn.
của rất nhiều người bạn rằng là nhờ đó mà đã thay đổi được không khí gia đình, nhờ đó mà đã thay đổi được năng lực kết nối, nhờ đó mà thay đổi được kinh doanh, nhờ đó mà có thể thay đổi được sự kết nối của bản thân với nhiều người xung quanh. Rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, muốn thay đổi ngay bây giờ. À, bạn Lô Thị Tương Đương chào mừng lãnh đạo, bởi vì hôm mùng 9 này thì bạn đã có mặt tại khóa học huấn luyện trực tiếp này rồi. Tôi cam kết rằng là tôi sẽ thay đổi 6 ngày để giúp các bạn trở thành đại bàng, 6 ngày để giúp các bạn bay. Còn đối với những bạn mà chưa có điều kiện để học trực tiếp thì một lần nữa các bạn hãy đăng ký đi. Tôi muốn ngay bây giờ, tôi muốn ngay bây giờ, 5 chữ như vậy thôi, bạn sẽ nhận được một phần quà rất lớn từ tôi ngay trong buổi tối hôm nay. Bởi vì tôi khuyến khích các bạn rằng đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay, các bạn đã có mặt đến tận ngày giờ này, và tôi yêu cái điều đó, tôi trân trọng cái điều đó, nên tôi sẽ có một cái phần quà rất là xứng đáng cho các bạn. Còn bây giờ thì chương trình đã dài rồi, 1 tiếng 15 phút, 1 tiếng 15 phút, và tôi xin dừng phần live stream ở đây với một chủ đề xuyên suốt ngày hôm nay thôi. Tôi đã chia sẻ với các bạn nhận ra cái nguyên nhân gốc rễ, cái nguyên nhân gốc rễ mà các bạn cần phải chặt đứt, cái nguyên nhân gốc rễ để khiến các bạn bị lưu giữ cái tư duy nghèo trong đầu mình, khiến các bạn bị lưu giữ cái thói quen trì hoãn, khiến các bạn bị lưu giữ cái nỗi sợ hãi vô cớ trong mình, nỗi sợ hãi để bạn gì đánh mất cơ hội phát triển bản thân, đánh mất tuổi trẻ, đánh mất uy tín, đánh mất sự nghiệp. Nó bị kết nối bởi cái nguyên nhân gốc rễ đấy, mà tôi tin rằng các bạn không hề nhận ra nó có nguồn gốc từ như vậy, và nó có cái sự kết nối chặt chẽ như vậy. Và các bạn chỉ biết rằng là không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, em rất muốn thay đổi, tôi rất muốn thay đổi mà không thay đổi được. Các bạn không hiểu điều đó. Nhưng NLP thì chỉ ra rất rõ, và chỉ khi các bạn sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng trả giá, sẵn sàng bỏ $100 ra cho mình, thì các bạn bắt đầu mới nhận được những kết quả thay đổi thực sự cho cuộc đời mình. Cho cuộc đời mình. Nào các bạn, một lần cuối. Các bạn, như phần đầu tôi nói, rất nhiều người nghe rất nhiều, nhưng bảo khi hành động thì lại không dám hành động. Bởi vì họ cứ muốn ở trong cái vùng này, dằn vặt như vậy. Và Jack Ma thì ông nói rằng gì? Có 3 loại người mà chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ động đến họ. 3 loại người tuyệt đối đừng bao giờ động đến họ. Là thứ nhất là người không có ước mơ. Người không bao giờ có ước mơ. Không có ước mơ là mình trở thành cái gì đó. Không có ước mơ là mình phải lo cho con cái mình cái điều gì đó, một cuộc sống tốt đẹp. Không có ước mơ rằng là mình phải có đầy đủ điều kiện để mình có thể báo hiếu với bố mẹ, những người sinh thành ra mình, nuôi mình đến ngày hôm nay. Không có ước mơ rằng phải báo hiếu bố mẹ, để chăm sóc cho bố mẹ những cuộc sống tốt hơn, cho các cụ hưởng những cuộc sống, bởi vì bù lại cho những tháng năm vất vả để nuôi mình. Đấy là người không có ước mơ. Thứ hai, người không có chủ kiến. Ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn tất cả những điều cực kỳ rõ ràng, nhưng cũng không có chủ kiến gì cả. Nghe thôi, nghe thấy nó hay hay. Ok, nghe. Và tôi đã nói về phần đầu, cái điều này tôi đang làm hư các bạn. Bởi vì nghe nhiều thì các bạn bắt đầu thấy nó quen, quá quen rồi. Tôi biết hết rồi, tôi biết rồi. Thì Jack Ma cũng chỉ luôn, người có gì? Không có chủ kiến. Và người thứ ba là gì? Người thứ ba là người có quá nhiều lý do. Người có quá nhiều lý do. Khi bắt đầu thúc đẩy người ta phải thay đổi, khi bắt đầu thúc đẩy người ta phải lựa chọn, khi bắt đầu thúc đẩy người ta phải ra quyết định, thì người ta bắt đầu viện đủ lý do. Nào các bạn có thấy mình trong đó không? Nếu các bạn bắt đầu thấy mình trong đó, và bây giờ mình vẫn đang trì hoãn, thì đó là một lời cảnh báo cho bạn đây. Bạn xứng đáng nghèo. Bạn xứng đáng nghèo bền vững. Bởi vì trong cái tâm thức của bạn, bạn sẵn sàng chịu sự dằn vặt hàng đêm, bạn sẵn sàng chịu đau khổ, bạn sẵn sàng chịu con bạn khóc vì khát sữa, bạn sẵn sàng đối khẩu với lại vợ mình, chồng mình, bạn sẵn sàng chịu cái cảnh mất năng lượng mỗi ngày, bạn sẵn sàng nhìn bố mẹ mình đau khổ già nua đầy nếp nhăn mà không mảy may gì cả. Bạn sẵn sàng nhìn cái điều đó, bạn sẵn sàng chịu đựng cái điều đó hơn là bạn phải thay đổi. Có đúng không bạn? Bởi vì cái tôi của bạn nó lớn hơn tất cả những sự đau đớn của những người thân yêu. Cái tôi sợ hãi của bạn ấy, cái tôi tổn thương ấy, cái tôi sĩ diện này này,
tôi ăn mặc như thế này này, tôi sáng sủa như thế này, tôi môi son như thế này, rồi tôi trông đàng hoàng như thế này, mà tôi lại phải như vậy. Chúng ta phải hạ cái lớp thứ ba xuống, cái lớp vỏ bọc thứ ba ấy, chúng ta phải hạ xuống. Chừng nào mà chúng ta chưa nhận thức ra mình có đang sống bởi cái vỏ bọc thứ ba thì chừng đó cuộc đời nó còn tệ. Và nếu chúng ta còn tiếp tục phớt lờ những cái tín hiệu cuộc sống đến nhẹ nhàng thời điểm hiện nay thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại. Và những lần quay trở lại nó sẽ đập cho bạn những cái đòn nó nặng nề hơn rất nhiều. Và lúc đó bạn bắt đầu mới sấp mặt xuống. Và khi sấp mặt xuống bạn mới ngẩng lên nói rằng là tôi đã thua sạch tiền rồi. Anh ơi bây giờ bạn tôi bảo làm thế nào bây giờ? Còn lúc này bạn còn đủ đầy, lúc này bạn còn đủ đỉnh thì bạn còn cho rằng tôi biết rồi. Chúc mừng bạn. Bạn xứng đáng sống bền vững trong cái bối cảnh hiện tại, trong cái môi trường hiện tại. Còn nếu không thì bạn cần phải đến cái lớp học, cái khóa học NLP huấn luyện 6 ngày này của tôi. Và trong một cái hoàn cảnh không có bất khả kháng đi nữa thì bạn buộc phải có mặt, bạn phải sở hữu được cái khóa NLP này. Một cái khóa mà kiến thức nó mênh mang, kiến thức nó tuyệt đỉnh trên thế giới này, nhưng nó đã tạo điều kiện cho bạn một cái mức chi phí không thể nào rẻ hơn nữa nữa để bạn có thể thay đổi cuộc đời mình. Được, còn bây giờ xin chào các bạn, chúc bạn ngủ ngon. Hy vọng rằng cái bài nói tâm huyết của tôi từ trái tim sẽ thúc đẩy được các bạn hành động. Và bây giờ thì xin tạm biệt các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào trong những buổi livestream khác với những chủ đề thật sự hấp dẫn. Tôi bây giờ phải ra một cái quyết định của mình. Mỗi một livestream của tôi nó sẽ phải mạnh mẽ hơn để thúc đẩy các bạn thay đổi. Bởi vì nếu chúng ta chỉ vuốt ve nhau, rồi chúng ta chỉ thông báo nhau những cái điều nó bình thường, chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể thay đổi khi có hai thứ thôi. Một là hãy gì? Các bạn phải thấm được cái nỗi đau của mình. Hai là bạn phải thấy được rõ ràng cái điều gì nó đang cản trở bạn và làm cách nào để các bạn có thể thay đổi. Thì lúc đó mỗi chúng ta, trong chúng ta mới bắt đầu dám ra quyết định để thay đổi. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lạc vào mấy cái thứ mà Jack Ma nói đó. Người không có ước mơ, người không có chủ kiến, người có quá nhiều lý do. Rồi, bây giờ thì chào các bạn, hẹn gặp lại.